Dạ vâng, ở đây thì em đang có một đôi tép nha các bác nhé. Tép này thì của dòng Dayton, quá chuẩn luôn cho mọi người. Nhiều bác hỏi nhưng mà không 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 còn nữa đâu ạ. Dayton con này thì có mã là 4036CM nhá. Đấy. Cho nên em thì ghi cái gì mà 15W thì chiếu kháng made in Japan. Đấy, MTT này. Đây, made in Japan. Chiếu kháng thì mờ lắm, 16W hay gì đấy. Đấy, Mitsubishi. Củ rất là dày cho mọi người, gang đúc nguyên bản luôn nhá, nguyên khối đấy. Để mở theo gang này rất là xịn sò luôn. Gang này thì được cái rất là trắng nhỏ xíu mà nó vẫn có kiểu gân gân úp đây các bác nhìn không, gân úp này, nón này rất là bắt mắt luôn. Em đo kích thước chi tiết nhé. Tép ở đây thì có đường kính là 10,5 phân đấy, mọi người lưu ý cho em là 10,5 phân luôn nhé, không về nó lại không đúng, nó lại hơi hơi tiếc à. Đấy, củ ở đây đường kính của nó là 8 phân đấy, quá chuẩn luôn. Đây, quan trọng nhất là cái gương, cái gang của nó đúc nó xịn xó lắm. Đây, liền khối này. Đấy, dày không? Đấy. Đôi này thì em để cho các bác giá là 1 triệu 350 nghìn nhá. 1 triệu 350 nghìn. Đấy, cho đôi tép này. Đấy, tép này thì có một số bảo bác bảo là sao mà đắt thế, nhưng mà thật sự canh thì tép này của toàn những loa loa 3 đường tiếng trở đi ấy. Mà những loa đấy thì giá thành của nó cũng cao. Thông thường thì cũng phải 4 5 triệu một đôi rồi. Đấy. Đâu phải người ta dám phá những cái thùng ra để bán tép mọi người đâu. Đây tép bên kia họ về, bên em nhập vào nó cũng cao mà. Đấy. Nhưng kiểu là em chẳng biết cách tính họ đâu, nhưng quan trọng là có tép cho các bác để các bác dùng, bởi vì nhiều bác cũng hỏi. Đấy, nhu cầu của các anh thì cũng nhiều. Nhiều lúc thì cũng cũng không biết là các bác thật sự muốn cần cái gì vì các bác cũng không nói. Nhiều bác thì bảo là có thì báo anh rồi thế này thế kia bla bla bla. Nói chung là có hàng nhưng đôi khi các bác lại còn chê cơ, này khổ lắm các bạn. Đấy, cứ kiểu làm dâu trăm họ cái gì cũng phải cố gắng để có hàng. Đấy. Đấy, bác nào mà lấy thì báo em nhé, số điện thoại bên em là 0966 594481, địa chỉ cửa hàng thì tại số 57A phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Còn những con này thì nó dễ ghép rồi. Đấy, quan trọng là nếu bác có vỏ thùng bác chế cháo bác ghép vào, hoặc là tép nhà mình mà đường kính 10,5 phân mà nó bị cháy thì có thể mang vào để thay thế. Chia ra thì cũng có 6-700 nghìn một chiếc chứ đâu có đắt lắm đâu. Nguyên công các bác đi cuộn những con này 2-300 nghìn rồi, chưa kể công đi đi lại lại. Mà chất âm nguyên bản của nó thì không thể nào, chất âm của những cái bọn sửa rồi nó không thể bằng những cái bọn nguyên bản như thế này được. Đấy. Dạ vâng nhá, em xin cảm ơn và hẹn gặp lại ạ.